Chúc anh Đài đổng khiết, sự nghiệp 10 năm tan nát vì scandal tình ái với trai trẻ. Sự nghiệp 10 năm ghi dựng của đổng khiết chỉ còn lại là con số 0 sau khi scandal ngoại tình bị phát hiện. Sinh năm 1980 tại Liêu Ninh, Trung Quốc, đổng khiết xuất hiện từ vai trò là diễn viên múa. Sau khi tốt nghiệp trường múa, đổng khiết được đề cử vào đoàn ca múa nhạc quân khu Quảng Châu. Khác với nhiều diễn viên trẻ, con đường đến với nghệ thuật của đổng khiết khá êm đềm. Sau khi về đoàn ca múa nhạc, cô được một người quen giới thiệu thử vai cho phim Ngày Tháng Hạnh Phúc của đạo diễn Trương Nghệ Mu và nhanh chóng được nhận vai chính, cô gái mù Ngô Dĩnh. Và có lẽ hiếm có diễn viên nào may mắn như đổng khiết khi ngay trong bộ phim đầu tiên, cô đã được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim Bách Hoa. Sau Ngày Tháng Hạnh Phúc, đổng khiết lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Nhưng thời điểm này cô chưa xác định phim ảnh sẽ là con đường đi của mình. 2 năm sau khi đóng phim Đầu Tay, đổng khiết mới đồng ý tham gia bộ phim thứ hai mang tên Thiên Thượng Luyến Nhân. Với vai diễn này, đổng khiết đoạt giải ảnh hậu tại liên hoan phim Tokyo lần thứ 15. Năm 2003, đổng khiết vào vai Lãnh Thanh Thu trong phim Phấn Thế Gia và nhanh chóng nổi tiếng toàn châu Á. Diễn xuất ăn ý của Trần Khôn và đổng khiết trong phim đã chinh phục được trái tim mọi khán giả và họ được trao giải thưởng cặp đôi diễn viên hay nhất tại liên hoan phim truyền hình Trung Hoa năm 2003. Năm 2007, đổng khiết nhận vai Chúc Anh Đài trong Tân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Đây được xem là một thử thách đối với đổng khiết, người chuyên vào vai mỹ nhân thanh thuần, nhẹ nhàng. Thêm một lần nữa, đổng khiết lại chứng minh được rằng mình hoàn toàn có thể vào vai nhân vật hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là vai Chúc Anh Đài thông minh, mạnh mẽ. Chỉ trong vòng chưa tới 3 năm bước vào làng giải trí, đổng khiết đã nghiễm nhiên bước lên hàng sao hàng A, điều mà nhiều đại hoa đáng đã mất cả chục năm trời để nỗ lực. Thời ấy, cô luôn nằm trong danh sách ngũ đại hoa đáng, gồm Triệu Vy, Trương Tử Di, Châu Tấn, Phạm Băng Băng, đổng khiết. Từ cuộc hôn nhân hạnh phúc tới người đàn bà đáng ghét nhất là giải trí. Năm 2008, đổng khiết bất ngờ tuyên bố kết hôn với Phan Việt Minh, bạn diễn trong phim Hồng Y Phường. Được biết, cả hai đã có tình cảm với nhau từ hồi đóng phim. Trước sự theo đuổi của Phan Việt Minh, đổng khiết nhanh chóng cảm động và sau 3 năm hẹn hò, cả hai quyết định đánh dấu tình yêu bằng một đám cưới. Thời điểm ấy, có khá nhiều lời gièm pha với Phan Việt Minh. Nhiều người cho rằng anh thua kém đổng khiết về mọi mặt, từ danh tiếng cho đến tiền bạc. Bỏ ngoài tai mọi lời đồn thổi, đổng khiết vẫn quyết định nên duyên với Phan Việt Minh. Quyết định này của người đẹp càng khiến cho mọi người yêu quý cô hơn, vì cho rằng đổng khiết là người yêu tình cảm, chứ không phải bị ảnh hưởng bởi vật chất ngoại thân. Sau khi kết hôn, đổng khiết sinh con trai đầu lòng và hạn chế đóng phim để chăm lo gia đình. Ngày ấy, trong mắt mọi người, cuộc hôn nhân của đổng khiết và Phan Việt Minh được xem là hình mẫu cho hạnh phúc của mọi gia đình. Khi Phan Việt Minh bị tai nạn nguy hiểm ở phim trường, người ta thấy đổng khiết túc trực bên cạnh hàng ngày. Tuy nhiên, mùa xuân qua đi, mùa hè nóng bỏng lại tới, sự ngọt ngào ngày cũ được thay thế bằng những nghi ngờ cãi vã. Năm 2012, đổng khiết và Phan Việt Minh bất ngờ tuyên bố ly hôn. Hình ảnh hôn nhân hạnh phúc ngày nào bỗng chốc tan vỡ khi hàng loạt tin đồn sau đó được hé lộ. Câu chuyện bắt đầu khi quản lý của đổng khiết tiết lộ nguyên nhân khiến cặp vợ chồng lại ly hôn là do Phan Việt Minh là kẻ bạo lực, thường xuyên đánh đập vợ, lại còn nghiện cờ bạc. Người quản lý này cũng cho biết Phan Việt Minh thường xuyên ghen tuông với các bạn diễn của đổng khiết, khiến cuộc sống gia đình vô cùng bí bách. Khi thông tin này chưa được kiểm chứng thì trên mạng bất ngờ lan truyền những hình ảnh ngoại tình của đổng khiết và nam diễn viên Vương Đại Trị. Ngoài ra còn có thông tin rằng đổng khiết và Vương Đại Trị đã bỏ người vợ vừa mới cưới được 4 tháng. Tuyên truyền ngày ấy còn xôn xao vì tin rằng người tung hình ảnh này còn giữ clip nóng của đổng khiết và Vương Đại Trị. Có lẽ chỉ cần vậy, sự nghiệp 10 năm của đổng khiết bỗng chốc tan nát chỉ trong một ngày. Sự nghiệp lụi tàn, nhan sắc xuống dốc,
Từ ngọc nữ của màn ảnh, Đổng Khiết trở thành người thứ ba bị căm ghét nhất của làng giải trí. Chuyện ngoại tình không phải là điều hiếm, nhưng Đổng Khiết bị ghét nhiều đến vậy có lẽ là do fan hâm mộ thấy bị phản bội với hình ảnh ngọc nữ mà bấy lâu nay mọi người lầm tưởng về cô. Sau scandal, Đổng Khiết nhốt mình trong nhà suốt 2 năm không đóng phim. Thực ra sau scandal nổ ra, cũng không có đạo diễn nào có ý định mời Đổng Khiết đóng phim vì sợ rằng phim ra sẽ bị tẩy chay. Năm 2015, Đổng Khiết vào vai mẹ hổ bố mèo, đóng cùng Triệu Vy. Vai diễn tiểu tam Đường Lâm trong Mẹ Hổ Bố Mèo bị khán giả gièm pha khi cho rằng cô đang thể hiện chính hoàn cảnh của mình trên phim. Đổng Khiết cũng chỉ biết im lặng và không một lời thanh minh nào. Các vai diễn sau này được giao cho cô cũng không được hiền lành mà ngược lại mang nét đạo đức giả và thâm hiểm. Bất kỳ bộ phim nào Đổng Khiết tham gia đều nhận sự soi mói của khán giả, dù cô có làm bất kỳ điều gì cũng bị dư luận mắng mỏ và quy chụp. Nhan sắc của Đổng Khiết cũng tuột dốc. Mệt mỏi vì sống trong scandal, hiện tại Đổng Khiết đã bán nhà tại Bắc Kinh để chuyển về quê sinh sống. Hiện tại Đổng Khiết đang sống cùng cha mẹ và con trai. Cô cho biết muốn lánh xa hoàn toàn cuộc sống ồn ào bên ngoài để dành thời gian cho những người mà cô yêu thương. Nhắc đến Đổng Khiết, fan hâm mộ xưa chỉ biết lắc đầu tiếc nuối cho ngọc nữ một thời của làng giải trí.
Thank you.